Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc cùng với nhau ở trên màn hình. Chúng ta cùng khởi sự. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Sách Khải Huyền ghi lại những cái gì diễn ra trong cái giai đoạn cuối của thời kỳ nhân của cái nhân loại của chúng ta sinh sống ở trên trái đất này. Và có một cái lời kêu gọi, đó là kêu gọi thờ phượng đấng tạo hóa. Thì thực ra là chúng ta thấy là từ khi mà Chúa tạo nên cái trái đất cho đến khi trái đất này kết thúc ấy, thì có một đối tượng luôn luôn tranh giành cái sự thờ phượng. Đó là ai? Quỷ Satan, Lucifer. Nhiều người ngày hôm nay không biết cái từ Lucifer. Tôi để ý có một số người mặc quần áo nó in cái hình chữ Lucifer ở trên áo mà mình cũng không biết. Không biết Lucifer nó là quỷ Satan. Mặc cả cái áo ở trên nó in đằng trước, in đằng sau có cái hội quỷ Satan đấy. Anh chị em chúng ta là phải để ý cái điều đấy. Lucifer là ai? Đó là thiên sứ trưởng. Một trong những nhóm thiên sứ trưởng được tạo dựng ra để hướng dẫn ngợi khen thờ phượng. Khi Lucifer thấy mọi vinh quang đều hướng về đấng tạo hóa thì nó muốn cái vinh quang đấy hướng về mình. Bất cứ khi nào mà chúng ta muốn vinh quang hướng về mình thay vì hướng tạo hóa thì chúng ta cũng hành động như Lucifer. Nên cái giằng co giữa thế giới của Chúa và thế giới của ma quỷ nó tồn tại từ khi sáng thế cho đến bây giờ. Ma quỷ luôn luôn tìm cách để người ta thờ phượng mình. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng là con người được tạo dựng ra để thờ phượng đấng tạo hóa chứ không phải được thờ phượng tạo vật. Con người chúng ta được tạo dựng nên để thờ phượng đấng tạo nên mình chứ không phải thờ phượng tạo vật. Tạo vật thì dù là có giỏi giang, dù có quyền năng, có sức mạnh đến mấy thì vẫn là tạo vật. Và tạo vật thì đều có giới hạn, chỉ có Thiên Chúa mới là vô hạn thôi. Đấng tạo hóa mới là vô hạn, Ngài mới là khởi thủy và Ngài là kết thúc của muôn loài vạn vật. Cho nên con người chúng ta không được thờ phượng tạo vật mà thờ phượng đấng tạo hóa. Nhưng sự thờ phượng đúng đắn nhất đấy là sự thờ phượng dành cho đấng tạo hóa chứ không phải dành cho bất cứ một đối tượng nào cả, dù đó là con người hay đó là thiên sứ hay là bất cứ một cái thế giới nào, quyền lực hoặc là đầy dẫy sức mạnh chăng nữa, chúng ta cũng không được thờ phượng. Và chúng ta không biết điều này trước khi đến với Chúa, mình đâu có biết, có phải không bà anh chị em? Khi chúng ta không đến với Chúa chúng ta đâu có biết, chúng ta thờ đủ các thần nên cái gì chúng ta cũng thờ. Người chúng ta cũng thờ, cây cũng thờ, đá cũng thờ, cái gì cũng thờ. Cái gì cứ thiêng thiêng một chút là chúng ta đem thờ. Bởi vì tại sao mình thấy con người mình nhỏ bé, yếu đuối cho nên mình nghĩ có một cái gì đó có cái sức mạnh hơn mình là mình thờ để cái thần đấy nó sẽ không hãm hại mình là thứ nhất. Thứ hai là nếu mà nó có thiêng, có tốt lành nó bảo vệ mình. Nhưng mà đấy là một cái sự sai lầm rất lớn của con người khi chúng ta không nhận biết lẽ thật của Chúa. Và con người chúng ta chỉ thờ đấng tạo hóa thôi chứ không có thờ bất cứ một tạo vật nào. Khải Huyền đoạn 13 câu số 4: người ta thờ phượng con rồng, bởi nó mà đã lấy quyền phép của cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng, ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Con rồng đó là hình ảnh của ma quỷ, của Satan. Và rất tiếc người Việt Nam và người Trung Quốc đi thờ con rồng. Và người Việt Nam của chúng ta với người Trung Quốc có rất nhiều cái đặc điểm giống nhau. Vì Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam chúng ta 1.000 năm, cho nên là mình sống ngay gần bên Trung Quốc nữa. Ngày xưa chúng ta còn dùng chữ Trung Quốc, coi như là cái văn hóa của Trung Quốc của chúng ta là đi hết vào trong con người của chúng ta. Văn hóa, niềm tin, tôn giáo đi hết vào trong chúng ta. Cho nên người Trung Quốc mà họ thờ cái gì là người Việt Nam chúng ta cũng có cái đấy. Người Trung Quốc có ông tiên bà tiên là người Việt Nam cũng có ông tiên bà tiên. Người Trung Quốc mà thờ Phật Quan Âm là người Việt Nam cũng thờ Phật Quan Âm. Kinh Thánh nói con rồng đó là biểu tượng của ma quỷ, của Satan. Cho nên đời sống chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cần phải tỉnh thức điều này. Trong gia đình Cơ Đốc là chúng ta không nên để hình tượng con rồng ở trong gia đình của chúng ta. Không nên để chứ không phải là chúng ta sợ nhé. Có một số Cơ Đốc nhân này còn dẫn đến cái tình trạng là sợ con hình ảnh con rồng thì lại là sai. Chúng ta không nên khác với chúng ta sợ hình tượng con rồng. Rồi có một số người thì sợ hình tượng con rồng, không dám ăn bánh đậu xanh Hải Hương nữa thì... đấy là tùy vào niềm tin của quý vị. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta không sợ cái gì hết, chỉ có nó sợ chúng ta không có sợ cái gì hết.
Còn việc chúng ta không nên là khác với việc chúng ta sợ. Một số người nhìn thấy con rồng là nghĩ ngay là ma quỷ đã sợ hãi rồi. Nhưng mà chúng ta không sợ gì cả. Tất cả cái quyền lực của nó chỉ là mang tính biểu tượng. Tất nhiên có đức nhân chúng ta không nên để ở trong nhà. Bởi vì khi mình để biểu tượng đấy ở trong nhà là mình đang chấp nhận cái sự tồn tại của nó trong gia đình và trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng con người đã thờ phượng con rồng, tức là thờ phượng quỷ Satan, và nó đã lấy quyền phép để cho con thú. Cho nên cái thời kỳ sau rốt đang tiến lại gần, thời kỳ mà ngày Chúa tái lâm trở lại gần, và sự xuất hiện của Antichrist này là kẻ chống Chúa, và sự xuất hiện của các tiên tri giả, sự xuất hiện của con thú, đấy là những cái biểu tượng để nói về những con người mà có một cái quyền phép rất lớn, được hà hơi, được sự sức dầu từ Satan để làm các phép lạ và lừa dối dân cư trên đất và khiến cho mọi người thờ phượng nó. Và ngày hôm nay cũng như vậy, có nhiều người họ cũng tự tôn tặng mình là Chúa Giêsu đó, để họ kéo lừa dối những người khác để thờ phượng mình. Họ cho rằng là Chúa Giêsu nhập thể vào trong cơ thể của họ, cho nên nếu mà Chúa Giêsu nhập thể vào trong tôi thì là mọi người phải thờ phượng tôi. Và đấy là một cái sự dối trá rất là lớn, và chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Và trong cái thế giới chúng ta đang sinh sống đây, sự lừa dối tâm linh xảy ra rất là nhiều, và chúng ta cần phải biết lẽ thật của Chúa. Bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích cho anh chị em thấy có ba cái thời kỳ mà liên quan đến chúng ta, mà từ đấy để chúng ta học những bài học về sự thờ phượng Chúa như thế nào. Thứ nhất là thời kỳ từ Adam cho tới thời kỳ của Môi-se, được gọi là thời kỳ trước khi có luật pháp. Rồi từ thời kỳ của Môi-se đến thời kỳ của Chúa Giêsu là thời kỳ có luật pháp và là có kinh luật. Rồi sau cái thời kỳ của Chúa Giêsu đến chúng ta, đó là thời kỳ của ân điển. Thứ nhất, chúng ta hãy xem chi tiết cụ thể ghi thành văn bản giấy tờ để hướng dẫn con người thờ phượng Chúa như thế nào. Phần lớn những cái sự thờ phượng là được truyền đạt từ thời Adam, và truyền đấy là gì? Chuyển miệng, chủ yếu là chuyển miệng. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái sự mặc khải đặc biệt của Chúa đến qua những cái tiên tri thánh của Chúa như là Abraham, Isaac và Jacob. Họ cũng có một số những cái hình thức thờ phượng. Và chúng ta biết rằng một trong cái hình thức thờ phượng phổ thông nhất từ thời Adam mà lan truyền ra các dân tộc trên thế giới, đó là thờ phượng bằng cái gì? Quý vị có biết không ạ? Được lan truyền truyền miệng từ Adam sau đến thời kỳ của việc thác ba bên ấy, con người tản mạn trên khắp nơi trên thế giới, và cho đến tận bây giờ người ta vẫn duy trì một hình thức thờ phượng. Đó là hình thức thờ phượng bằng gì? Đúng rồi, đó là hình thức bằng sinh tế. Người Việt Nam chúng ta có cúng bằng sinh tế không? Bằng gà. Ngày xưa các đời vua Chúa Nguyễn còn thờ phượng tế bằng các động vật, tế lễ làm giao, và trong đó có các hình thức tế lễ động vật. Rồi họ cúng các thần cũng đều liên quan, đều dùng đến cái việc đổ máu hết. Và cái việc đổ máu đấy nó xuất phát từ đâu? Từ thời Adam. Khi Chúa thấy con người chối bỏ Chúa, đi theo đường lối riêng của mình, thì Chúa đã dạy cho con người cái cách để ăn năn, để trở lại với Chúa, đó là giết một con chiên, giết một con cừu, để huyết của nó đổ ra sẽ bao phủ tội lỗi của con người. Và cái huyết đấy để nhắc cho con người biết rằng trong tương lai sẽ có một đấng cứu thế đến để chết thay cho con người, đó là huyết của Chúa Giêsu Christ. Cho nên từ thời của Adam cho đến thời kỳ Chúa Giêsu, tất cả những người nào muốn đến cùng với Đức Chúa Trời đều phải dâng sinh tế bằng động vật. Đó là sự thờ phượng bắt buộc cho những người nào muốn đến với Chúa. Rồi cho đến thời kỳ của luật pháp cũng duy trì cái hình thức thờ phượng bằng sinh tế. Cho tới khi Chúa Giêsu đến thì cái hình thức dâng bằng sinh tế chấm dứt. Bởi vì tất cả cái giai đoạn lịch sử từ Adam cho đến Chúa Giêsu á, cái hình thức sinh tế đấy để chỉ nhắc cho họ nhớ rằng sẽ có một đấng đến để đổ huyết ra một lần đủ cả. Cho nên từ đó trở đi, chúng ta ngày hôm nay không cần phải dâng sinh tế làm của lễ nữa, bởi vì Chúa Giêsu đã đổ ra một lần đủ cả rồi. Chúng ta không cần thầy tế lễ để đại diện để giết một con vật nào đó để dâng lên cho Chúa, bởi vì cái điều đấy nó chỉ mang ý nghĩa hình bóng nói về Chúa Giêsu. Chúng ta xem trong sách Sáng Ký đoạn 26 câu 16 đến câu 17. Gia-cốp thức giấc nói rằng: thật Đức Giê-hô-va có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sơ và ông thấy thiên sứ đi lại ở tại nơi đó, và ông nói: đây chính là cửa trời, đây chính là đền của Chúa. Anh chị em thử suy nghĩ xem là lúc này cái đền đã có đền thờ Jerusalem được xây dựng chưa? Chưa có đền thờ Jerusalem, nhưng mà ông này gọi đấy là gì? Là cửa trời và đền, mà đâu có nhà đâu, đâu có bức tường đâu. Bởi vì đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ là đền thờ hay là nhà thờ là phải có bốn bức tường, phải có mái thì mới là đền thờ. Còn đối với người Israel trong thời kỳ Cựu Ước thì họ phải nghĩ rằng đền thờ xây dựng tại Jerusalem
có bức tường, có hòm giáo ước, nơi đó mới gọi là đền thờ. Nhưng cái chỗ này này, cái chỗ mà Gia-cốp gặp gỡ Chúa, ông gọi là đền Đức Chúa Trời, gọi là cửa trời, có tường gì không? Không có tường gì không? Đã. Và ban thờ của họ, ông thờ phụng Chúa là cái gì? Thực ra nó chỉ là một tảng đá, một tảng đá phẳng. Và sau đó ông dâng sinh tế, ông đổ dầu đấy, đó được gọi là bàn thờ. Thế như vậy là đâu là đền của Chúa, đâu là cửa của trời? Đó là nơi mà Chúa hiện diện. Đền thờ của Chúa, cửa của trời không phải là nơi có bốn bức tường. Đây có ai sinh ra trong bối cảnh là Công giáo hoặc là Tin lành mà có đạo từ bé không? Những người nào mà đã tin Chúa mà không ở bốn bức tường mà ông nhìn thấy ở đâu? Nơi nào có sự hiện diện của Chúa? Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, đấy mới là đền thờ của Đức Chúa Trời, đấy mới là cửa trời. Cho nên sự thờ phượng trong cái thời kỳ trước khi có luật pháp ấy, nó không bị giới hạn bởi một phạm vi địa lý nào đó. Anh chị em có hiểu được không? Không bị giới hạn ở một phạm vi địa lý nào đó. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Chúa đến, nơi đó đều gọi là cửa trời, đền của trời và nơi thánh. Khi Môi-se gặp gỡ Chúa ở bụi gai cháy thì ông gọi nơi đó là gì? Chúa gọi nơi đó là gì? Đất thánh. Tôi hỏi ông bà chị em, nó thánh vì cái gì? Nó thánh vì sự hiện diện của Chúa ở đó. Chỗ đấy là chỗ gì? Chỗ Môi-se chăn gia súc. Mà Môi-se chăn gia súc thì chắc chắn là gia súc đi đâu nó ị đến đấy. Có phải không quý vị đấy không ạ? Làm thế nào để tránh khỏi được? Cái bụi gai nó cháy, và nó cháy mãi, cháy không tàn. Và nơi đó có tiếng của Đức Giê-hô-va phán cùng với Môi-se, và Chúa nói Môi-se hãy tháo giày người ra vì chỗ người đứng là đất, đất thánh. Nhưng sau khi Chúa không hiện diện ở nơi đó nữa thì cái đấy còn là đất thánh hay không? Quý vị, trong lịch sử thì không thấy có một cái kỹ thuật nào là Môi-se quay trở lại cái chỗ đó. Không có một kỹ thuật nào Môi-se quay trở lại cái chỗ mà bụi gai cháy, nơi ông gặp gỡ Chúa, để ông từ đấy ông thiết lập một cái đền thờ để thờ phượng Chúa. Bởi vì ông hiểu rằng sự hiện diện của Chúa nó không giới hạn ở một địa điểm, không giới hạn ở một chỗ. Ngài có thể hiện diện rất nhiều nơi, và nơi nào Ngài hiện diện, nơi đó là đền thật của Chúa, nơi đó là cửa trời. Điều này có giúp cho chúng ta hiểu hơn về sự thờ phượng không? Với một đền thờ nguy nga lộng lẫy, rồi các cái hình tượng, rồi các cái hoa văn trang trí rất đẹp đẽ, thậm chí vàng, giáp vàng, và rất nhiều người đến xem, nhưng nơi đó không có sự hiện diện của Chúa, thì cái đền thờ đấy cũng không phải là nơi đền thờ của Chúa. Nhưng một nơi rất bình thường, thậm chí ở trên rừng, thậm chí ở dưới biển, thậm chí ở trên thuyền, thậm chí ở dưới hầm mộ, các con cái Chúa nhóm họp lại với nhau, mà sự hiện diện và vinh quang của Chúa đến thì sao? Đấy thực sự là đền của Đức Chúa Trời. Cho nên đền của Chúa nó không được định giá ở cái bức tường, cái sự to lớn của ngôi nhà. Và điều này rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải xây dựng một cộng đồng tín hữu biết thờ phượng Chúa, yêu mến việc thờ phượng Chúa. Bởi vì khi chúng ta yêu mến việc thờ phượng Chúa, sống thanh sạch trước mặt Chúa, thì lúc đấy sự hiện diện của Ngài sẽ đến, và lúc đấy cửa trời sẽ mở ra. Phước hạnh sẽ đến không phải bởi vì chúng ta nhóm ở một hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ. Phước hạnh đến không phải bởi vì chúng ta ngồi ở một cái ngôi nhà thờ thật to hay là một cái ngôi nhà tư gia bình thường, mà phước hạnh đến bởi việc vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa. Điều quan trọng nhất chúng ta tìm kiếm đó là sự hiện diện và vinh quang của Chúa.
Amen anh chị em. Sáng Ký đoạn 15 câu số 17, bây giờ chúng ta xem nhé. Với cái hình thức thờ phượng trong thời kỳ cựu ước đấy thì có vinh quang của Chúa đến hay không? Khi mặt trời đã lặn thì thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua xác thịt đã mổ. Đây là sự mô tả về việc Abraham thờ phượng Chúa cũng qua sinh tế. Và Chúa thiết lập giao ước với Abraham. Và sau đó thì Kinh Thánh nói sao? Vinh quang của Chúa đến như thế nào? Tối mịt giáng xuống này, có một lò lớn khói lên này, và ngọn lửa lòe ngang qua cái xác thịt đó và thiêu cái xác thịt đấy. Đây là lửa từ đâu? Đương nhiên lửa từ trời, chứ không phải là bật lửa lên hoặc là đánh lửa ra đâu, mà lửa từ trời. Bởi vì nếu như mà đánh lửa ra thì đấy không phải là vinh quang của Chúa, mà lửa tự nhiên. Lửa này là lửa từ trời, nó bày tỏ cái vinh quang và sự hiện diện của Chúa. Cần cái giai đoạn cựu, trước cái thời kỳ luật pháp ấy, họ thờ phượng Chúa theo sự chỉ dẫn của Chúa, vinh quang của Chúa vẫn đến. Thế còn bước sang thời kỳ luật pháp thì sao? Thời kỳ luật pháp bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 trước công nguyên. Lúc này đất nước Việt Nam của chúng ta không biết đã hình thành chưa quý vị. Việt Nam của chúng ta là có bao nhiêu? 4.000 năm lịch sử. 4.000 năm lịch sử là lúc này là bao nhiêu? Hơn 2.000 năm. Từ chúng ta đến Chúa Giêsu khoảng 2.000 năm, từ Chúa Giêsu đến Môi-se mới 1.600 năm. Thì vậy là Việt Nam được hình thành trong giai đoạn nào quý vị biết không? Trước Chúa là đương nhiên, nên đối quý vị Việt Nam được hình, đất nước Việt Nam được hình, dân tộc Việt Nam hình thành trong giai đoạn nào của Kinh Thánh? Giai đoạn nào ạ? Quý vị tính 4.000 năm là ra. Từ chúng ta tới Chúa Giêsu là khoảng 2.000 năm, từ Chúa Giêsu trở lại 2.000 năm nữa là giai đoạn hình thành lịch sử Việt Nam. Khi Chúa bắt đầu gọi Abraham là khoảng 2.000 năm trước Chúa Giêsu, đấy là giai đoạn dân tộc Việt Nam được bắt đầu được hình thành. Vì lịch sử của chúng ta mới chỉ có 4.000 năm thôi mà. Bây giờ chúng ta xem Luca đoạn 2 câu số 27. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Chúa Giêsu được sinh ra ở trong luật pháp. Chúa Giêsu là nhân vật cuối cùng của Cựu Ước và là nhân vật đầu tiên của Tân Ước. Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm của luật pháp và từ thời Adam cho tới Môi-se và từ Môi-se cho đến Giăng Báp-tít. Chúa Giêsu là sự cuối cùng của Cựu Ước và là khởi đầu của Tân Ước. Vì Chúa Giêsu là sự cuối cùng của Cựu Ước cho nên tất cả những luật của Cựu Ước Chúa Giêsu đều làm trọn hết. Và bố mẹ Chúa Giêsu, tự nhiên bố là bố về phần cha dượng chứ không phải là cha đẻ, vì Chúa Giêsu không có cha đẻ. Ngài được sinh ra bởi quyền phép của Đấng Tối Cao. Họ đem Chúa Giêsu vào trong đền thờ đến ngày thứ 8 làm lễ cắt bì cho con trẻ. Và tất cả các nghi lễ của Cựu Ước họ đều được giữ trọn hết cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng giữ trọn hết. Và có một số người thì nghĩ rằng là Chúa Giêsu giữ luật pháp cho nên chúng ta ngày hôm nay cũng phải giữ luật pháp. Không phải anh chị em. Chúa Giêsu phải giữ luật pháp bởi vì Ngài là sự ứng nghiệm cuối cùng của thời kỳ Cựu Ước. Nhưng để làm trọn luật pháp để bước sang thời kỳ Tân Ước cho nên chúng ta không cần phải giữ luật pháp của Cựu Ước nữa. Hebrew đoạn 9 câu số 1. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng vào một nơi thánh ở dưới đất. Như vậy là hai câu kinh thánh này và như rất nhiều câu kinh thánh khác nữa ở trong Cựu Ước và Tân Ước cho chúng ta biết rằng là tất cả những người sống ở trong thời kỳ Cựu Ước đều phải thờ phượng Chúa dưới những cái luật được đưa ra, chứ không phải anh tự nghĩ ra anh thích thờ phượng nào anh thờ phượng. Anh bắt buộc phải đi theo những cái luật được viết ra ở trong Cựu Ước. Trong đó có một phần liên quan đến việc giết sinh tế. Và nơi thờ phượng là ở đâu?
ở đền thờ tại thánh Jerusalem. Cho nên người Do Thái là có tản mạn đi bất cứ nơi nào, đến những cái ngày trọng lễ là họ phải tập trung về Jerusalem để thờ phượng Chúa, bởi vì đấy là nơi Chúa chọn cho sự thờ phượng, đó là thời kỳ cựu ước. Bây giờ chúng ta xem là trong thời kỳ cựu ước này thì có vinh quang của Chúa ở trong đền thờ hay không. Hebrew đoạn 10 câu số 2: nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa, nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Chỗ này nói sao? Đó là tất cả những người sống trong thời kỳ cựu ước đều phải dâng tế lễ, và mỗi một lần phạm tội họ phải dâng. Bởi vì nếu như hôm nay phạm, ngày nay dâng, nhưng ngày mai phạm lại phải dâng tiếp. Nhưng ngày nay chúng ta sống trong thời kỳ tân ước, chúng ta không cần dâng tế lễ bằng thực tế, bởi vì Chúa Giêsu đổ ra một lần đủ cả cho chúng ta. Bây giờ chúng ta xem các vua thứ nhất đoạn 8 câu 10 đến câu số 11: xảy khi những thầy tế lễ đang ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó để hầu việc được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đèn của Đức Giê-hô-va. Vinh quang của Chúa được thể hiện qua gì? Mây. Chỗ khác trong Sáng Thế Ký thì vinh quang của Chúa được thể hiện qua gì? Qua lửa. Chỗ khác thì qua gió, chỗ khác thì tiếng sấm, chỗ khác thì động đất. Lần này thì vinh quang của Chúa được thể hiện qua quả mây. Nên quý vị thấy không ạ? Họ thờ phượng ở đâu? Ở trong đền thờ tại Jerusalem, mà có vinh quang của Chúa đến đây quả mây. Cho nên tất cả các hình thức thờ phượng được Chúa thiết lập trong trước thời kỳ luật pháp đến thời kỳ luật pháp đều có vinh quang của Chúa hết. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ ba, đó là sau cái thời kỳ luật pháp đến thời kỳ ân điển là thời kỳ chúng ta đang sinh sống ở đây. Chúng ta xem trong sách Mát đoạn 15 câu số 38: sau khi Chúa Giêsu chết thì có chuyện gì xảy ra? Cái màn ở trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Chúng ta hãy để ý cái chi tiết này. Cái màn đó, nó là cái màn rất dày. Mà màn thì thường là người ta xé thì sẽ xé ở đâu? Xé từ trên dưới, từ dưới trên. Thường thường là chúng ta xé từ trên dưới, từ dưới trên. Quý vị xé chỗ nào dễ hơn? Ngay cái màn ở trong nơi này thì quý vị có xé được từ trên dưới không? Mà ông chí cái đền thờ nó rất là cao. Tôi không nhớ cái chi tiết của nó được bao nhiêu, mà nó dày bao nhiêu, nhưng mà nó cái bức màn rất là dày. Làm thế nào mình một người có thể xé được từ trên xuống dưới? Ở đây mô tả khi Chúa Giêsu chết thì cái màn trong đền thờ xé ra từ trên xuống dưới. Ai là người xé? Con người không thể xé được từ trên xuống dưới với một bức màn này. Mà cái đền thờ đấy, ai mới được phép vào trong đền thờ này? Chỉ duy nhất thầy tế lễ mới được phép vào. Mà vào trong nơi chi thánh là ai? Chỉ có thầy tế lễ cả. Cái người đứng đầu trong cái thầy tế lễ một năm mới vào đó một lần. Mà có ai dám xé cái màn trong đền thờ ra? Quý vị thấy có ai dám xé cái màn trong đền thờ ra? Liệu chúng ta có thể nghĩ đến cái màn nó lâu quá nó tự rách không? Kinh Thánh mô tả cái điều này để nói rằng là khi Chúa Giêsu chết đi thì sự ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chi thánh không còn. Huyết của Chúa Giêsu đổ ra, không cần đến huyết của sinh tế nữa, con người có thể trực tiếp bước vào trong nơi chi thánh. Chính vì vậy chúng ta không cần phải thông qua bất cứ một ai để đến với Chúa Giêsu, mà mình có thể trực tiếp đến với Chúa Giêsu, có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa Giêsu mà không cần phải thông qua bất cứ một nhân vật nào hết. Cái màn đã xé ra làm hai từ trên chi dưới, để nói về cái thời kỳ kinh luật đã được hoàn thành, đã được chấm dứt. Như vậy thế bây giờ chúng ta có còn thờ phụng Chúa ở trong đền thờ của Jerusalem hay không? Thực ra cái đền thờ đấy đã bị phá hủy rồi. Khi quân La Mã đến phá tan tành cái đền thờ tại Jerusalem, cái hòm giao ước cũng mất tích, rồi không ai tìm thấy hòm giao ước ở đâu. Hàng bao 2000 năm nay người ta không biết hòm giao ước đang ở đâu.
và người ta còn không xác định được chi tiết được cái đền thờ nó ở chỗ nào, người ta chỉ ước tượng, ước lượng nó nằm ở cái khu vực đó chứ không xác định được chi tiết. Bởi vì sau khi dân La Mã, người La Mã đến phá tan thành Jerusalem thì sao? Người Israel bị đi lưu đày và rất nhiều người ngoại bang đến sinh sống ở tại đất nước Do Thái. Thế bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa ở đâu? Bây giờ chúng ta hãy xem lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu số 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Như vậy đâu là đền thờ? Thân thể chúng ta là đền thờ, không còn là một cái địa điểm cụ thể có bốn bức tường nữa, mà thân thể chúng ta mới là đền thờ thật. Thế còn cái nơi này thì sao? Nó gọi là cái gì? Nó là nơi để tập hợp tất cả các nhà thờ, nhà nguyện, nhà nhóm, là nơi tập hợp những người thờ phượng Chúa. Còn đền thờ thật nó không nằm ở bốn bức tường, đền thờ thật nó nằm ở đâu? Trong thân thể chúng ta chính là đền thờ của Chúa. Điều này có nghĩa rằng là nếu như có một ngôi giáo đường rất to lớn mà những người đến đấy không hết lòng thờ phượng Chúa thì chẳng có nghĩa gì hết. Bởi vì thân thể mình mới là đền thờ của Chúa mà. Nhưng mà nếu không có một cái nơi đàng hoàng, một nơi rất là xoành xoàng thôi, bình thường, nhưng mà nơi đó mọi người đến để thờ phượng Chúa hết lòng tìm kiếm Chúa, thì đấy thực sự là đền của trời, cửa của trời. Giăng đoạn 2 câu số 19 đến câu số 21 chúng ta cùng nhau chúng đọc. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy chỉ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng ngài nói về đền thờ của thân. Chúa Giêsu nói với người Giu-đa: Hãy phá đền thờ đi. Chúa Giêsu nhìn vào đền thờ và phá đi. Ta sẽ dựng lại trong 3 ngày. Họ bảo ông này không bình thường mà. Người ta xây trong vòng 46 năm mới xong, bây giờ ông dựng lại trong 3 ngày. Thực ra Chúa Giêsu nói đền thờ của đâu? Thân thể. Quý vị thấy không ạ? Khi chúng ta bước vào trong thời kỳ tân ước ấy, thời kỳ của sự ân điển ấy, thì đền thờ nó không còn là ở những cái bức tường này nữa, mà ở mỗi thân thể chúng ta. Quý vị đã bao giờ có những người nào đến nói quý vị gia nhập giáo hội của chúng tôi mai sau được tư cách pháp nhân xây nhà thờ chưa? À. Có một số người đến khuyên dụ tín đồ như vậy, và tôi được nghe, tôi được biết. Hãy nói cho họ biết rằng đền thờ chính là đây mới là đền thờ này. Mọi tư cách pháp nhân không bằng tư cách pháp thiên. Amen. Hallelujah. Chúng ta không cần tư cách pháp nhân nào hết. Chúng ta cần tư cách từ trời. Trời cho là được. Con người cho phép quan trọng với việc gì? Điều quan trọng nhất là sự hiện diện và vinh quang của Chúa. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đền thờ thì phải có dâng của lễ, phải có thầy tế lễ. Kinh Thánh nói thân thể chúng ta là đền thờ và chúng ta là thầy tế lễ, và chúng ta lấy thân thể mình cũng làm của lễ luôn. Quý vị thấy không ạ? Phi-e-rơ rồi Phao-lô để nói rằng là chúng ta cũng là thầy tế lễ của Chúa, và thân thể của chúng ta cũng làm của lễ luôn. Nhưng mà của lễ này là của lễ gì? Của lễ sống và thánh, không phải của lễ chết. Trong thời kỳ cứu ước thì người ta dâng bằng của lễ chết, tức là con vật phải chết đi, đổ huyết ra thì Chúa mới chấp nhận. Nhưng khi Chúa Giêsu đến thì không cần dâng của tế lễ nữa. Hebrew đoạn 13 câu số 15. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của mỗi miếng xưng dành ngày nào. Trên của tế lễ trong Roma đoạn 12 nói rằng là chúng ta thờ phượng bằng cái gì? Bằng cái lối sống của chúng ta, bằng cái thân thể chúng ta tôn vinh Chúa này. Hễ
Hebrew đoạn 13 thì nói rằng chúng ta thờ phượng Chúa bằng cái gì? Bằng cái việc xưng danh Ngài ra. Mình hát về Chúa Giêsu, mình ca ngợi Ngài, mình nói về danh của Chúa cho người khác, đấy là chúng ta đang thờ phượng Chúa. Roma đoạn 15 câu 16: nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại là chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Ông Phaolô nói làm sao? Khi tôi đi nói về Chúa Giêsu cho người ngoại bang tin nhận Chúa Giêsu thì tôi đang dâng họ như là một của lễ cho Chúa. Quý vị hiểu chưa? Cho nên chúng ta có thân thể mình làm của lễ này, chúng ta có môi miệng mình dâng lên làm của lễ này, chúng ta nói về Chúa để đưa dắt những người ngoại đạo trở về với Chúa thì đấy cũng là của lễ này, dâng lên cho Chúa. Philip 4 câu số 18: vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thú hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Phaolô nói sao với hội thánh Philip? Đó là cái quà tặng, cái sự giúp đỡ của ai? Epaphroditus ấy, là một của lễ có mùi thơm dành cho Chúa. Epaphroditus là một nhân vật đã giúp đỡ cho chức vụ của Phaolô. Và ông nói rằng đấy là cái của lễ đẹp lòng Chúa. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta thờ phượng bằng những của lễ. Của lễ đấy là gì? Thân thể chúng ta sống thanh sạch trước mặt Chúa, môi miệng của chúng ta hát ca ngợi Chúa, đời sống chúng ta nói về Chúa, đưa người khác đến với Chúa, đấy là của lễ. Rồi những của cải, tài sản chúng ta dâng cho Chúa, dâng cho công việc Chúa, đấy cũng là của lễ. Và đấy là sự thờ phượng. Giăng đoạn 4 câu số 23: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần, hay từ khác trong tiếng Anh là spirit, tức là tâm linh, và lẽ thật truth để thờ phượng Cha, đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. À, như vậy là chúng ta không phải chỉ thờ phượng bằng thân thể, chúng ta thờ phượng bằng cả tâm linh của chúng ta. Tâm linh của chúng ta thờ phượng bằng cả tâm hồn của chúng ta. Roma đoạn 8 câu số 17: lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Chúa Giêsu Christ, miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho chúng ta cũng được vinh quang vinh hiển với Ngài. Roma 8 câu 21: muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Cho những người sống trong thời kỳ trước luật pháp, kinh nghiệm vinh quang của Chúa. Những người sống trong thời kỳ luật pháp, kinh nghiệm vinh quang của Chúa. Và chúng ta là những người trong thời kỳ sau rốt, thời kỳ ân điển này, cũng kinh nghiệm vinh quang của Chúa khi chúng ta thờ phượng Chúa theo cách Ngài hướng dẫn. Amen. Alleluia. Corinto thứ nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng với Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Những người trong cựu ước không thể có được điều này, nhưng mà những người trong tân ước thì có thể kinh nghiệm được điều này. Tất cả những người sống cùng thời với Chúa Giêsu đều nhìn thấy mặt Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chính là hiện thân của Đức Chúa Trời. Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện thân trong thân thể con người, mặt nhìn thấy, tay sờ thấy, tiếng tai nghe thấy tiếng của Ngài. Và ngày hôm nay thì chúng ta đọc lại những cái lời của Chúa, những sự mô tả của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Và những người trong Cựu Ước thì không thể kinh nghiệm được điều đấy. Đấy là đặc ân cho những người sống trong thời kỳ. Vậy tóm lại có ba thời kỳ của sự thờ phượng. Thứ nhất là thời kỳ trước luật pháp, là từ Adam cho tới Môi-se. Thời kỳ thứ hai từ Môi-se cho tới Chúa Giêsu. Thời kỳ hết thời kỳ luật pháp, từ Chúa Giêsu trở đi là thời kỳ ân điển. Và cả ba thời kỳ này chúng ta đều có thể kinh nghiệm vinh quang của Chúa. Gia-cốp khi thấy được Chúa hiện diện nơi ông đang ở, ông đã gọi đó là đèn của Đức Chúa Trời, và ông đã bắt đầu sự thờ phượng ở tại nơi đó. Cho nên cái lòng của chúng ta ngày hôm nay chính là bàn thờ. Ở trong nhà chúng ta không cần lập bàn thờ để thờ Chúa, anh chị em ạ. Chúng ta không cần lập bàn thờ để thờ Chúa, chúng ta không cần để tượng Chúa. Bởi vì thân thể chúng ta, cái lòng của chúng ta chính là bàn thờ của Chúa. Thân thể chúng ta chính là đền thờ. Cho nên chúng ta thờ phượng từ trong tâm linh của chúng ta, thờ phượng trong tâm hồn của chúng ta, thờ phượng trong thân thể chúng ta, thờ phượng bằng trong môi miệng của chúng ta, thờ phượng bằng việc xưng danh Ngài ra, thờ phượng bằng việc đưa dắt người khác đến với Chúa, chúng ta thờ phượng bằng việc dâng hiến tiền của tài sản cho công việc Chúa, cho giúp đỡ cho người nghèo. Đấy cũng là những sự thờ phượng và lãnh của lễ đẹp lòng Chúa, và đều có thể đem lại vinh quang của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đứng dậy cầu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.